dẫn quy trình thanh toán và công việc thu ngân. Xin chào anh, em là Hằng thu ngân tại cửa hàng, em thanh toán tiền cho anh luôn nha. Bước 1, chào khách, sở nở cười chào, tập trung quan sát, nhận biết khách hàng, chủ động tiếp đón, tác phong nhanh nhẹn, niềm nở và nhiệt tình. Mắt chạm mắt, đọc rõ ràng từng loại sản phẩm, nắm rõ giá và chương trình khuyến mãi, luôn túc trực và có mặt tại quầy thu ngân. Tôm sú 1,2 534.000, cua nửa ký 312.000, tổng tiền của anh là 847.000. Bước 2, thao tác iPod và lập lại order. Chọn nhóm sản phẩm chính xác, chọn loại hải sản và món tặng kèm, nếu có, thông báo số tiền đúng với mỗi loại sản phẩm và tổng tiền đo, trò đến khách hàng. Các bước thực hiện thanh toán trên iPod. 1. Chọn nhóm sản phẩm. 2. Chọn sản phẩm. 3. Nhập số lượng. 4. Chọn tổng tiền. 5. Đọc to, rõ số tiền đúng với loại hàng và chọn tổng tiền. Ngoài ra bên em đâu có chương trình giảm giá như cá tầm, chỉ còn 295.000 một ký thôi, ta từ 1,3 đến 2 ký. Bên em có chương trình sơ chế miễn phí luôn anh ha. Anh thanh toán bằng tiền mặt hay là cào thẻ anh ha? Bước 3, gửi khách dùng thêm các mặt hàng đang có khuyến mãi. Tư vấn cho khách hàng về sự tiện lợi, sơ chế miễn phí, giao hàng tận nơi, hỏi khách về phương thức thanh toán bên. Thanh toán bằng tiền mặt cho anh nha. Em nhận tiền ạ. À. Rồi anh gửi. À, em nhận của anh 1 triệu anh ha. Bước 4, nhận tiền hoặc thẻ. Đếm và kiểm tra tiền từ khách hàng kỹ càng, nhận tiền bằng hai tay và đọc to rõ số tiền nhận được. 6. Nhập số tiền khách đưa. 7. Chọn hình thức thanh toán. 8. Nhìn hóa đơn. Dạ em gửi anh bill và tiền thối à. Anh kiểm tra lại giúp em nha. Rồi. Anh ơi, sản phẩm bên em bao một gọi một nha anh. Anh chỉ cầm bill để ra đổi trả. Lưu ý, đưa tiền và bill cùng một lúc. Bước 5, gửi hóa đơn, tiền dư và xác nhận điều kiện đổi trả. Đưa hóa đơn, tiền, thẻ bằng hai tay và đọc to rõ số tiền dư, gửi lại thuận chiều với khách hàng. Nhắc nhở nhanh về điều kiện đổi trả, chủ động giải đáp thắc mắc của khách hàng. Lưu ý, quá trình thao tác đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ bên em ạ. Bước 6, cảm ơn và hẹn gặp lại khi hoàn tất nói lời cảm ơn. Gửi kèm thêm tờ rơi chương trình khuyến mãi nếu có, xin thông tin khách hàng nếu có nhu cầu giao hàng tận nơi. Ngoài ra, công việc thu ngân gồm 1. Trưng bày đảm bảo khoa học, dễ nhìn đối với khách hàng và độ bao phủ, không để hồ trống. 2. Kiểm tra tổng quan hồ trưng bày, chăm chút bảo quản hàng hóa, thường xuyên kiểm tra lượng hàng ngọc và ước đúng quy trình. 3. Kiểm tra bảng giá trên quầy đầy đủ, đúng giá, to rõ, không bị mờ, nhanh chóng thay bảng giá bị nhem, mờ, không rõ ràng. Cập nhật bảng giá khi có thông báo và chuẩn bị tiền lẻ đủ cho ca vận hành. Vệ sinh quầy thu ngân sạch sẽ và đảm bảo trang thiết bị quầy hoạt động tốt trong ca, máy tính, két sắt, máy quẹt thẻ, máy in bill, máy in ba liên. Lưu ý, không để nước biển ảnh hưởng đến quầy thu ngân, chuẩn bị và hỗ trợ nhập hàng đúng tiêu chuẩn quy định. Tiêu chuẩn 3C, còn sống, còn nguyên vẹn và chuẩn sai. Lưu ý, khi nhập hàng, thu ngân cẩn trọng ghi chú tên nhà cung cấp, giờ giao, tên, trọng lượng, trừ hàng trả, trừ rổ, nếu có cẩn thận vào sổ nhập hàng. Trước khi nhập liệu phần mềm và in hóa đơn nhập hàng, đầy đủ các chữ ký, nhà cung cấp, thu ngân và quản lý. Kiểm tra chất lượng, định lượng muối, sẽ đảm bảo cho ca vận hành. Có kiến thức và thao tác phần mềm thành thạo, nhập dữ liệu chính xác, báo cáo xuất nhập tồn, báo cáo doanh thu. Nắm rõ trình tự tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, thực hiện bán hàng, sơ chế hải sản khi khách có yêu cầu. Nắm rõ quy trình đổi trả hàng ốp, quy trình xử lý sự cố, máy móc có vấn đề, mất kết nối mạng. Nhắc nhở khách hàng không hút thuốc tại khu vực cửa hàng. Mọi giao dịch thanh toán đều diễn ra bên ngoài quầy thu ngân, hỗ trợ bàn giao hàng hóa với bảo vệ đêm chính xác và trung thực.